Và đặc biệt các bạn thấy đây rất là quan trọng, đó là gì? Là beta carotene là một chất rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Các bạn thường ăn cà rốt, nhưng mà trong khi đó các bạn biết là cái hàm lượng beta carotene trong tảo Elkin Spirulina của chúng ta nó cao gấp 25 lần dưỡng chất có trong cà rốt. Và đối với lại vitamin B12 thì nó cao gấp 2,5 lần so với lại cái gan bò. Hàm lượng chất sắt 56 lần so với cải xanh. Và gamma cái dưỡng chất là GLA thì nó cao gấp 3 lần so với lại dầu thực vật. Và đặc biệt tôi muốn cho các bạn biết về một điều hết sức là quan trọng, đó là gì? Đó là ở Mexico, hiện nay ở Mexico họ đã dùng Elkin Spirulina thay thế cho sữa mẹ. Bởi vì cái hàm lượng chất dinh dưỡng trong Elkin Spirulina nó sẽ cao gấp 14 lần so với lại sữa mẹ. Và đặc biệt đối với những người già, đối với phụ nữ thì chúng tôi muốn giới thiệu với họ đó là SOD. SOD có nghĩa là gì? Là siêu, ở trong tảo Elkin Spirulina của chúng tôi thì là chống lão hóa cực mạnh. Các bạn có thể thấy khi mà một người bình thường như thế này là sẽ bị lão hóa nếu không biết chăm sóc cơ thể một cách tốt. Nhưng mà khi dùng Elkin Spirulina thì các bạn có thể là trẻ hơn các bạn. Bởi vì sao? Các bạn cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho cơ thể và chống lại sự lão hóa. Vì vậy tất nhiên là các bạn sẽ trẻ hơn. Các bạn 50 nhưng mà mọi người nhìn thấy các bạn giống như là 40 vậy. Ở đây thì có, tôi xin giới thiệu đến các bạn là giáo sư Ken Kodo, là cha đẻ của Elkin Spirulina, và đây là con trai ông ấy. Thì giáo sư Ken Kodo này là người sáng lập ra, người đầu tiên có thể nuôi trồng và nuôi trồng tảo Elkin Spirulina từ một loại tảo là Plantasid, tảo tốt nhất trên thế giới. Và cái bằng sáng chế của ông ta đã được độc quyền và chỉ có gì ở Elkin là mới có thể có được cái công nghệ đó. Đối với Elkin Spirulina của chúng tôi hầu hết có tất cả các đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận. Các bạn có thấy là chúng tôi có chứng nhận hữu cơ canh tác được cấp, và coi như là quan trọng nhất, chúng tôi có chứng nhận của GFSA. Đó là gì? Đó là Tổ chức Thực phẩm và Sức khỏe của Nhật Bản. Thật sự Nhật Bản là một nơi mà khó tính nhất. Vì vậy khi các bạn thấy rằng chúng tôi có chứng nhận là được sự đồng ý của Tổ chức Thực phẩm và Sức khỏe Nhật Bản thì các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng Elkin Spirulina của chúng tôi. Chúng tôi có giải thưởng vàng về sản phẩm từ thị trường Đài Loan. Và các bạn thấy là hồ chúng tôi được đạt chứng nhận là hồ sạch để nuôi tảo tự nhiên. Chúng tôi xin tự hào giới thiệu với các bạn về tất cả các chứng nhận của chúng tôi. Chứng nhận đầu tiên là chứng nhận về nghiên cứu và phát triển. Thứ hai nữa là chứng nhận về canh tác. Canh tác ở đây có nghĩa là nuôi trồng một cách khoa học, không dùng phân bón hữu cơ, không thuốc trừ sâu. Và chúng tôi đã đạt được những cái chứng nhận tiêu chuẩn thế. Chứng nhận về trước tiền sản xuất. Tiền sản xuất có nghĩa là trước khi sản xuất chúng tôi cũng có chứng nhận, và sau khi sản xuất chúng tôi có những cái huy chương vàng và những cái chứng nhận chất lượng từ thị trường Nhật Bản, là một thị trường khó tính nhất trên thế giới. Điều thứ năm đó là đóng gói và tiếp thị. Chúng tôi cũng có những huy chương, những chứng nhận. Và cuối cùng là phân phối dịch vụ sau bán hàng. Thì hầu như các bạn hoàn toàn yên tâm đối với Elkin Spirulina, bởi vì chúng tôi có chứng nhận tất cả từ khâu đầu cho tới khâu cuối. Có nghĩa là từ
canh tác, nghiên cứu phát triển, canh tác và coi như là đến khi đóng gói và sau khi đến lúc mà phân phối và các bạn sử dụng chứng nhận là sau, sau bán hàng. Ở đây chúng tôi có thể nói với các bạn là cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi 60.000 tỷ tế bào. Vì vậy chúng ta phải biết cách làm sao cho 60.000 tỷ tế bào của chúng ta thật sự mạnh khỏe. Đó là gì? Việc gì? Đó là cung cấp dưỡng chất thiết yếu hàng ngày bằng tảo Elkin Spirulina. Và chúng ta làm sao mà có thể cố gắng để đạt được 80% chất kiềm và 20% axit trong cơ thể chúng ta. Ở đây chúng tôi có về dành cho người lớn thì các bạn có thể sử dụng 5 đến 10 viên mỗi ngày, và dành cho trẻ sơ sinh dưới 12 tuổi thì có thể dùng từ 1 tới 4 viên mỗi ngày. Và mỗi ngày như thế thì 60 ngàn tỷ tế bào của các bạn sẽ được coi như là chăm sóc thường xuyên mỗi ngày. Vì vậy sức khỏe của các bạn sẽ được nâng lên. Và có thể là phần giới thiệu của tôi đã hết, nhưng tôi muốn nói thêm với các bạn một điều nữa, đó là hiện nay ở ngoài thị trường có rất nhiều loại tảo, nhưng các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng tảo Elkin Spirulina của chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất, Elkin Spirulina của chúng tôi hoàn toàn thích hợp cho người cao tuổi, người bình thường, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh ở đây có thể ví dụ như là các bé mà không được may mắn là coi như là có được cái dòng sữa tuyệt vời từ mẹ, có thể sử dụng Elkin Spirulina của chúng tôi để thay thế sữa mẹ. Và đặc biệt đối với những người bệnh thì sao? Ví dụ như những người bệnh tiểu đường, những người tim mạch, những người cao huyết áp hầu như đều sử dụng được sản phẩm Elkin Spirulina của chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng các bạn, nếu các bạn muốn biết thêm về sản phẩm tuyệt vời này, các bạn có thể đến văn phòng Elkin Việt Nam để gặp tôi, Hoàng Minh Đức, để mà tôi có thể tư vấn thêm cho các bạn. Và tôi mong rằng chúng ta, tất cả chúng ta đều nên giữ gìn sức khỏe của chúng ta, bởi vì đó chính là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Tôi chúc các bạn mạnh khỏe và chúc các bạn hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào các bạn.